Thôi giờ mình trở ra. Tạm biệt Trường Sơn Đông. Hẹn ngày thông hầm, thông đường. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong suốt hành trình đường Trường Sơn Đông với 671 km đầy cảm xúc. Khó khăn có, sung sướng có, vất vả có. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Vậy mà giờ đã thực hiện xong ước muốn chinh phục suốt chiều dài của tuyến đường Trường Sơn Đông. Đây là video cuối cùng về đường Trường Sơn Đông. Có lẽ sau video này còn rất lâu, lát đâu nữa mình mới trở lại đường Trường Sơn Đông. Ước muốn của mình là sau khi đường Trường Sơn Đông hoàn tất, mình sẽ làm một chuyến hành trình trở lại, bắt đầu từ điểm cuối và kết thúc tại điểm đầu. Nhưng ngày đó không biết đến bao giờ. Giờ chắc mình về mình không quay nữa đâu. Để dành lại nhớ cho những chuyến đi. Ngày hôm sau pin thì mình có thể sạc, chứ thẻ nhớ thì mình không thể lấy đâu ra lúc này. Đây là trạm kiểm lâm Ca Rông Nô. Đi phượt các bạn ạ. Gặp đâu ăn đó, gặp đâu chơi đó. Phượt là phải đi như thế này. Dừng dú không là dừng dú, không có người luôn. Đây, bữa trưa của hai anh em. Cơm cháy, bánh mì. Ăn rất là ngon. Ăn cơm cháy hiếu vật vờ. Trong này đúng mang tính chất đi phượt mà ạ. Có gì ăn đó. Trong này không có hàng hóa gì hết đấy. Ngon. Đẩy xuống Phan Rang, Bình Thuận, Ninh Thuận luôn anh. Yeah. Đấy, anh Trung U60 là mà đang khỏe lắm. Khỏe là nhờ đam mê. Đam mê đúng, khỏe là nhờ đam mê. Rồi anh chạy trước đi. Rồi sau khi nghỉ trưa xong mình lại tiếp tục lên đường. Tiếp tục thôi. Giờ là 12 giờ. Gần 12 giờ rồi, giờ mình đi từ từ trong ra đứng ra nữa. Đây chắc sắp tới rồi. Đầu tiên phát hiện ra đường Trường Sơn Đông đã lặn từ Cập Tông vào đầu năm. Khi đó đang lay hoay tìm đường về vì mình muốn tìm một con đường khác. Mình không muốn trở về bằng con đường mình đã đi. Từ Măng Đen mình theo quốc lộ 24 tới ngã tư Hiếu,
rồi từ đó theo đường rừng Trung Đông trở về Madarak và từ đó về nhà. Túi vàng còn 36 cây mà. Nữa là đến điểm cuối á. Vẻ đẹp đường rừng Sơn Đông đã thuyết phục mình quay trở lại. Lần này mình quay trở lại chỉ một mình. Lúc đó là vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Mình xuất phát từ một ngã ba ngay thị trấn Thành Mỹ mà sau này mình gọi là km số 0. Đó là điểm đầu tiên của đường Trường Sơn Đông. Đây, đường Trường Sơn Đông. Dự án 46. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 532 Bến Đường 2. Hồi nãy mình đi, buổi sáng mình đi vào không thấy bảng này, thấy bảng đầu kia. Nhìn chung từ km đầu tiên cho tới ngã tư xã Hiếu, quốc lộ 24, dài trên 200 km, đường dốc quanh co liên tục, có những đoạn dốc rất cao phải đi số 1 hoặc số 2, đường vắng lâu lâu mới gặp một bóng người, thỉnh thoảng qua những buôn làng của người đồng bào dân tộc. Suốt hơn 200 km chỉ có một cây xăng duy nhất ngay ngã ba quốc lộ 14A với đường Trường Sơn Đông. Ở đoạn này có nhiều điểm bị sạt lở, có đoạn sạt lở rất nghiêm trọng, nhất là đoạn Trà Văn của Bắc Trà My. Nhưng có lẽ đến thời điểm này người ta đã sửa xong. Đường Trường Sơn Đông qua Quảng Nam bị chia cắt bởi hai quốc lộ, đó là quốc lộ 14A và quốc lộ 40B. Cả hai đoạn quốc lộ này mình phải loay hoay tìm lại đường Trường Sơn Đông để đi cho đúng. Mình tìm như thế nào? Mình đã thể hiện hết trong tất cả các clip về đường Trường Sơn Đông mình đã phát. Nếu mọi người thấy thích thì vào những clip của mình trong danh sách phát đường Trường Sơn Đông để tham khảo. Đường Trường Sơn Đông từ ngã tư xã Hiếu quốc lộ 24 cho đến quốc lộ 19 Gia Lai dài khoảng 100 km, nhìn chung đường rất đẹp, vắng người qua lại, đường vẫn quanh co liên tục nhưng không còn độ dốc như những đoạn trước đó. Rồi mình ra lại, chuẩn bị ra lại Tân Ca Nứa rồi, đường Ca Nứa. Mẹ phải đi đường ra sai, đây ngã ba Tân Ca Nứa đây. Đường Trường Sơn Đông từ ngã tư quốc lộ 19 cho đến quốc lộ 25, nhìn chung đoạn này đường vẫn đẹp, không còn quanh co nhiều người, có những đoạn thẳng tắp như kẻ chỉ, thỉnh thoảng qua những khu dân cư. Đoạn gần thị xã A Dung Pha thì hơi lầm nhầm, dễ lẫn lộn với đường, rất dễ lẫn lộn đường Trường Sơn Đông với những đường dân sinh khác. Giải pháp lúc này là để ý cầu cây số. Đoạn này có khoảng 20 km đường Trường Sơn Đông nhập chung với quốc lộ 25. Sau khi rẽ phải từ quốc lộ 25 chạy thẳng một mạch đến quốc lộ 29 và nhập chung quốc lộ 29 khoảng vài cây,
xã Đưng Ca Nớ. Hẹn gặp lại quý khách. Xã đường Sơn Đông, từ quốc lộ 25 đến quốc lộ 29. Nếu bạn đi theo Google Maps thì rất dễ bị sai, vì ở đoạn này có một tuyến đường mà trên Google Maps gọi là đường Trường Sơn Đông, nhưng thực tế không phải. Mình cũng đã có video chia sẻ về điều này. Giờ về Đà Lạt rồi, về gần sát với Đà Lạt rồi, thấy bắt đầu có không khí lạnh, xe lạnh. Suối Vàng 21 cây, đoạn từ quốc lộ 29 đến quốc lộ 26 Madrak, nhìn chung là đường xấu, ngày mình đi qua đang sửa chữa, hy vọng bữa nay đã xong. Đoạn gần Madrak bắt đầu có đồi núi trở lại, đường quanh co liên tục, nhưng chỉ được vài cây thôi. Sắp hết đường Trường Sơn Đông rồi. Đường Trường Sơn Đông ở chỗ này giống đường Trường Sơn Đông ở chỗ Cà Rông Bông, chỗ Giang Mau á. Trên một tuyến đường có hai cột cây số, một cây số màu xanh và một cây số màu đỏ, cũng nằm trong một tuyến đường. Đoạn này rất giống. Màu đỏ là đường cấp quốc gia, cũng tương đương với quốc lộ. Còn màu xanh là màu đầu màu xanh á, là cấp tỉnh, tỉnh lộ. Đây là cột mốc 669 rồi. Đoạn từ quốc lộ 26 Madrak đi Giang Mau, đoạn này rất xấu, là nỗi ám ảnh của mình. Gần như toàn bộ tuyến đường đang thi công. Có lẽ mình là một trong những người đầu tiên chia sẻ về tuyến đường này. Nếu có thì cũng chỉ được vài đoạn thôi, vài đoạn đẹp. Mình rất tự hào vì đã chinh phục được tuyến đường này. Hầm Giang Mau, hay còn gọi là hầm Chư Tân Lan, đang ngừng thi công do vướng thủ tục pháp lý. Chạy ra đoạn nữa, đường Sơn Đông, đoạn qua địa phận Lâm Đồng. Đây là đoạn mình đang đi đây, và 4-5 video trước đây mình đã chia sẻ. Mọi người vào xem và đánh giá nhé. Đà Lạt 16 km 670. Như vậy là mình đang đi ở km cuối cùng của đường Trường Sơn Đông. Đây là km cuối cùng. Vậy là mình đã chinh phục gần như toàn bộ tuyến đường Trường Sơn Đông. Tuy còn gian dở một chút, nhưng mình đã thực hiện được ước muốn. Nếu mọi người quan tâm thì tất cả các video của mình về đường Trường Sơn Đông mình sẽ để trong danh sách phát đường Trường Sơn Đông. Mọi người vào và tham khảo nhé. Mình cũng đang lên kế hoạch tiếp theo là chinh phục tuyến đường mà cư dân phường gọi là đường Trường Sơn Tây. Có lẽ qua Tết mình sẽ chinh phục đường này. Cảm ơn mọi người đã dõi theo.
thiếu một vợ đang chạy viết rước. Rồi đây là cột mốc cuối cùng của đường Trường Sơn Đông nha. Cột mốc cuối cùng cách Đà Lạt 15 km. Trên Google Maps và là đường, là đường 722 cùng một trên đường tuyến đường, nhưng qua phía bên kia lại là tỉnh lộ. Đây là cột mốc cuối cùng. Đây là cột mốc cuối cùng của đường Trường Sơn Đông 671, đúng y thông tin mình nắm được trước đó. Vậy hả? Ừ. Qua bên này là tỉnh lộ rồi. Trên cùng một tuyến đường. Đây, chụp cho mình cái luôn. Đây là cột mốc cuối cùng hả anh? Ừ. Của đường Trường Sơn Đông. Của đường Trường Sơn Đông. Ok. Anh không lấy chiếc xe càng tốt chứ. Đây là tỉnh lộ rồi. Đây là tỉnh lộ đấy. Đi 1 km sau không còn màu đỏ nữa. Không còn sơn màu đỏ nữa. Nó là tỉnh lộ 722. Sau 1 km. Sau 1 km thì mình thấy nè, cái cột cây số này không còn màu đỏ nữa, nó là tỉnh đường tỉnh 722. Đó, đúng thật. À, đúng rồi, đường tỉnh lộ 722 này. Trường hợp này nó giống với đường Trường Sơn Đông, đang bên đây là đường tỉnh lộ. Trường hợp này nó giống với dạng mau của Cà Rông Bông. À. Tức là trên một tuyến đường có hai cột mốc cây số khác nhau. Đó là cột mốc sơn màu xanh và cột mốc sơn màu đỏ. Màu xanh là của tỉnh lộ. Màu đỏ là đường Trường Sơn Đông, hoặc là quốc lộ. Ừ. Nói chung là đường cấp quốc gia. Là màu đỏ. Là màu đỏ. Cấp tỉnh là màu xanh. Ừ. Ok, bây giờ em mới biết đấy nha. Video cuối cùng về đường Trường Sơn Đông xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt cuộc hành trình của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở cung đường mới. Cung đường mà mình đang lên kế hoạch. Đó là, theo cách gọi của cư dân phượt là đường Trường Sơn Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.